là tuổi Mão của chúng ta năm 2024 này làm ăn được không? Tài lộc nó sẽ bay về cung nào? Thì trước tiên thì Quảng Tổng cũng chia sẻ thêm là do năm nay là năm Thìn, mà chúng ta tuổi thì tuổi Mão, và Thìn và Mão thì nó hại lẫn nhau. Hại tức là nó sẽ làm cho những cái nhiều việc nó khó khăn, nó trắc trở, nó không tốt. Cho nên trước tiên anh chị em chúng ta nên an vị một cái bài vị Thái Tuế ở trên cái ban thờ thần tài thổ địa nhà mình, hoặc là dán ở trước nhà mình. Chúng ta thỉnh một cái bài vị Thái Tuế, rồi đến khi hết năm Thìn thì chúng ta lại đem đốt đi. Rồi nếu như muốn anh chị em mà chúng ta muốn cúng Thái Tuế thì chúng ta có thể cúng vào mùng 1, 15 ở ngay bàn thờ thần tài cũng được, hoặc đi chùa thắp nhang cũng được, không sao ha. Thì đó là cái lời khuyên mà Quảng Tổng dành cho anh chị em tuổi Mão. Rồi tiếp theo thì về tổng quan. Tổng quan thì đây là những cái yếu tố nó thuộc về thiên thời. Thì cung Mão năm 2024 này là chúng ta nằm ở trong cái ngôi vị của cái bộ sao là trực phù Long Đức thiếu âm. Cho nên cái về cái vận trình năm 2024 này của chúng ta là sẽ gặp nhiều cái sự khó khăn, bị chèn ép, nó không có được thuận lợi. Mặc dù là chúng ta có những cái bộ sao thiện lành là ngôi sao Long Đức, là làm những cái việc thiện để chúng ta hóa giải. Tuy nhiên thì về vấn đề về công việc, về tài chính, thì về tổng quan thì nó sẽ bị chèn ép. Thêm nữa là cái ngôi sao về tức thần nó ám chỉ cho chúng ta trong năm 2024 này là bị hại Thái Tuế, thì chúng ta có cái sự trì trệ, sự u lì trong cái công việc và những cái mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta sẽ không được tốt đẹp. Thì cái ngôi sao mà đáng mà ngại nhất đó là cái ngôi sao về Kình Dương. Ngôi sao Kình Dương là ngôi sao mà nó mang yếu tố về chúng ta phá hoại. Chính vì vậy mà hữu công vô lao, có thể nói là hữu công vô lao, làm thì nhiều mà cái thu hoạch, cái thành quả thì không được nhiều. Cho nên Quảng Tổng quay lại là cái bộ của chúng ta là cái bộ sao Long Đức trực phù, rồi thiếu âm quán sách. Đây là cái bộ sao về thiện lành. Cho nên Quảng Tổng khuyên anh chị em tuổi Mão thì đầu năm chúng ta nên đi chùa hoặc là đi cầu an, cầu bình an, cầu tài lộc, thì nó sẽ tốt cho chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta chấp nhận một năm 2024 này là một năm khó khăn đối với tuổi Mão. Rồi, lời khuyên mà Quảng Tổng khuyên thêm nữa cho anh chị em đó là tại vì cái cung mệnh của mình nó không có được tốt, cho nên chúng ta nên vận dụng cái cung thiên di là cung đối của chúng ta. Thì nó có cái ngôi sao thiên phúc, là thiên phúc là chủ về cái sự quý nhân, rồi hỷ thần. Cho nên chúng ta phải nên đi ra ngoài nhiều hơn, thì chúng ta sẽ chiến thắng được cái sự ù lì trì trệ của cái ngôi sao tức thần ở trong bản mệnh của mình. Nên Quảng Tổng khuyên anh chị em chúng ta có thể nên siêng đi ra ngoài nhiều hơn, thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái thuận lợi, những cái thành công hơn trong công việc, trong cuộc sống, trong năm 2024 này. Đó là lời khuyên chân thành Quảng Tổng khuyên cho tuổi Mão là đầu năm nên đi chùa, đi cầu bình an, cầu tài lộc, cầu công việc. Rồi đến khi trong cuộc sống thì chúng ta nên thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn để vận dụng cái ngôi sao hỷ thần này, nó vui vẻ ở bên ngoài nhiều hơn, nó chiến thắng được cái sự ù lì và cái sự trì trệ trong công việc của mình, ở bản mệnh của mình. Đó là những cái điều quan trọng của cung Mão, của tuổi Mão năm 2024. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào trong cái về cung Quan Lộc. Cung Quan Lộc của chúng ta năm nay đó là nổi trội lên, đó là cái sự gọi là có cái vấn đề tốt đẹp về công việc, mà công việc liên quan tới giấy tờ thì nó sẽ là thuận lợi, nó tốt đẹp, tại vì có ngôi sao Tấu Thư rất là tốt về vấn đề về vui vẻ, về giấy tờ. Thôi đặc biệt nữa là trong cái cung công việc của người tuổi Mão năm 2024 này thì có ngôi sao Thiên Việt và Thiên Quang, đó là những cái ngôi sao về quý nhân, âm quý nhân. Cho nên thì Quảng Tổng cũng nhắc lại thì anh chị em chúng ta nên đầu năm nên đi cầu nguyện, mà thậm chí cả năm, hàng tháng chúng ta nên đi cầu nguyện đi, nên đi chùa, đi cầu bình an, rồi hoặc là ở trong nhà thì chúng ta có thể cầu cho tổ tiên, cầu tổ tiên nhà mình, hoặc cầu thần tài thổ địa nè. Đó, chúng ta nên cầu nguyện đi với lại thần linh, với lại tổ tiên nhà mình đi. Đấy, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái tốt đẹp trong công việc.
Tuy nhiên thì bên đó nó có một cái chút gọi là cái ngôi sao thiên sát, là ngôi sao về chủ về bị gièm pha, bị nói xấu. Thôi thì làm người thì ai cũng bị gièm pha, bị nói xấu, cho nên chúng ta nên nhẫn nại một chút. Vì dù sao năm nay chúng ta cũng bị hại thái tuế, nên điều đó thì thôi anh em, chị em chúng ta cũng nên nhẫn nại và vượt qua. Đó là về cái công việc. Như vậy là công việc của chúng ta thì nên cầu nguyện ha. Rồi, những cái việc mà liên quan đến giấy tờ thì nó sẽ tốt đẹp. Rồi, như vậy thì về tài lộc thì như thế nào? Về tài lộc của chúng ta, tài lộc của chúng ta thì thật sự năm nay chúng ta về tài lộc có cái ngôi sao đại hao, thì cung đối thì lại có tiểu hao. Như vậy là về tài lộc của tuổi Mão trong năm 2024 này nó không có được tốt, nên lại rơi vào trong cái cung tuyệt nữa. Cho nên anh chị em chúng ta quản tòng mà khuyên anh chị em chúng ta một cái mà gọi là tuyệt tiêu, là chúng ta bị hao thế nào chúng ta cũng sẽ hao về tiền bạc. Thôi thì chúng ta hãy hao bằng cách chúng ta làm mà chúng ta có dư một chút. Chúng ta nên đi bố thí, đi cúng dường, chúng ta làm việc thiện. Tại vì cái ngôi sao Long Đức này là ngôi sao thiện lành, để làm việc thiện để nó sẽ hóa giải được nhiều thứ. Mà thay vì hao tổn cho những cái việc mà bị va quẹt xe cộ, rồi những cái hư hỏng trong công việc, thì anh chị em chúng ta hãy chủ động hao bằng cách chúng ta bố thí cúng dường, hoặc là chúng ta cho tiền cho cha mẹ anh em của chúng ta, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ anh em, hoặc là giúp đỡ những người thân của mình. Thì đó là chúng ta chủ động hao tổn đi. Thì cái hao của chúng ta làm như vậy nó giúp cho chúng ta tăng cái phước đức lên. Mà tăng cái phước đức đó lên thì chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều cái, sẽ làm cho chúng ta hóa giải được những cái xấu trong cuộc sống của mình. Chúng ta lấy cái đức để chúng ta hóa giải những cái xấu. Đó là cái điều quan trọng nhất. Còn về tài lộc thì năm nay 2024 thì tuổi Mão chúng ta tài lộc thì quản tòng xem không được tốt lắm. Rồi quản tòng cũng xem thêm luôn ha, là tài lộc của tuổi Mão chúng ta năm nay sẽ ở đâu. Tài lộc của tuổi Mão năm nay của chúng ta nó sẽ bay về cung huynh đệ. Cho nên trong năm 2024 này, anh chị em chúng ta có thể nghiên cứu như thế nào về vấn đề tình cảm anh em. Rồi tài lộc của chúng ta nằm ở đó nhiều hơn nha. Quản tòng gợi ý như vậy nha. Rồi, đó là về cái mệnh tài và quan và công việc của người tuổi Mão năm 2024. Thì tiếp theo thì quản tòng sẽ đi về trong cái tình cảm ha, cái tình cảm gia đình của người tuổi Mão trong năm 2024. Mệnh bào phôi. Rồi, trong về vấn đề tình cảm của chúng ta thì nổi trội lên là có cái ngôi sao về những cái ngôi sao về phúc đức, về thiên khôi, thiên đức, thì nó là cũng là những cái ngôi sao về quý nhân. Cho nên anh chị em chúng ta cũng nên cầu nguyện một năm cho được bình an, được hạnh phúc gia đình. Rồi trong cái gia đình thì nó cũng có cái sự tranh cãi một chút, là do cái ngôi sao Đà La nó cũng là có cái sự tranh cãi một chút xíu. Cho nên về vấn đề tình cảm gia đình thì quản tòng khuyên là chúng ta nên nhường nhịn nhau một chút, hạ cái tôi một chút. Rồi đầu năm thì nên đi cầu nguyện cho gia đình được bình an, để chúng ta đi thuận theo cái lá số của mình thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Đối với lại những bạn tuổi Mão năm 2024 mà chưa có tình cảm, chưa có hôn nhân, thì chúng ta nên thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn, đi ra ngoài làm việc, đi giao tế làm ăn, giao tiếp bạn bè, giao tế trong công việc. Thì tại vì cái ngôi sao đào hoa của mình nó nằm ở cung Thiên Di, cho nên đối với tuổi Mão thì chúng ta nên đi ra ngoài nhiều hơn, thì chúng ta dễ dàng gặp được cái tình cảm của mình, gặp được một nửa, gặp được cái tình yêu của mình ha. Rồi, đó là về trong cái công việc của mình, thì năm tuổi Mão năm nay nó cũng có cái bộ gọi là nó cũng có cái ngôi sao về Hồng Loan, cho nên tuổi Mão mà chúng ta chịu khó đi ra ngoài, chúng ta gặp tình cảm, tình yêu thì biết đâu thì chúng ta sẽ kết hôn chẳng hạn. Trong năm 2024 này thì cũng là một cái năm kết hôn tốt cho chúng ta ha. Nó có những cái ngôi sao tốt về đào hoa, về hồng loan, thiên hỷ. Rồi nếu như anh chị em mà tuổi Mão mà chúng ta muốn kích đào hoa thì cứ comment, rồi quản tòng sẽ hướng dẫn cho. Quản tòng sẽ hướng dẫn theo phong thủy để cho anh chị em chúng ta kích đào hoa ha. Rồi đó là về vấn đề tình cảm gia đình, tình cảm lứa đôi ha, về bệnh tật và sức khỏe. Rồi sức khỏe của tuổi Mão năm 2024 này thì thật sự là chúng ta có một cái sức khỏe không tốt. Tại vì nó nằm ở cái ngôi mà bị tuế phá mà bệnh phù nữa. Là một năm của chúng ta
cần phải lưu ý về yếu tố sức khỏe. Thật sự là cần phải lưu ý về cái yếu tố sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Cho nên anh chị em chúng ta chủ động trong năm nên kiểm tra về sức khỏe, đặc biệt là ở vai, ở phần vai và phần đầu, là anh chị em chúng ta cần phải lưu ý về sức khỏe nhiều hơn. Rồi, có thể là chúng ta có thể đi khám tổng quát, hoặc là chúng ta cẩn thận giữ gìn sức khỏe trong cái vấn đề làm việc, trong vấn đề ăn uống chẳng hạn, để chúng ta bảo toàn cái sức khỏe của mình. Rồi, như vậy là Quảng Tầm đã chia sẻ xong cho anh chị em những cái ý chính của tuổi Mão năm 2024. Thì Quảng Tầm nhắc lại hai cái ý chính quan trọng là anh chị em chúng ta trong cái bộ sao của mình nó có cái bộ sao về âm dương quý nhân, cho nên đầu năm chúng ta nên đi cầu nguyện với tổ tiên của Huyền Thất Tổ, rồi đi cầu nguyện với Chúa, với Phật, cầu bình an, cầu tài lộc, cầu sức khỏe cho một năm 2024 vượt qua được may mắn, được thuận lợi. Về tài lộc thì anh chị em chúng ta chủ động nên hao tổn cho những việc làm phước đức đi, để giúp đỡ gia đình, người thân mình đi. Điều đó nó sẽ hóa giải được nhiều điều tốt đẹp. Rồi còn về tài lộc, mà chính tài của chúng ta nằm ở cung huynh đệ nha. Chính tài nằm ở cung huynh đệ. Rồi, Quảng Tầm đã gợi ý, đã nhắc nhở anh chị em như vậy. Nếu anh chị em có điều gì thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tầm sẽ chia sẻ thêm. Còn sau này nếu mà những tuổi như Quý Mão, Ất Mão vân vân thì Quảng Tầm sẽ làm, sẽ xem theo sao hạn cho anh chị. Rồi, như vậy thôi. Nếu có điều gì thắc mắc hãy comment, Quảng Tầm sẽ cố gắng chia sẻ thêm cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em tuổi Mão năm 2024. Chúc cho chúng ta một năm mới là bình an, may mắn, thuận lợi và gặt hái được nhiều cái thành công, không có bệnh tật. Dù cung bệnh của chúng ta nó hơi nặng nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua.